Tiến Lợi là địa bàn vùng ven thành phố Phan Thiết. Bên cạnh canh tác thanh long hay chăn nuôi, nhiều nông dân còn trồng rau màu và hoa bán vào dịp Tết. Năm nay, gia đình ông Nguyễn Ngọc Hưng trồng khoảng 5.000 chậu hoa kiển các loại trên diện tích hơn 1.000 m², chủ yếu vẫn là hoa long phụng, cúc ly, trường xanh, hướng dương, mãn đình hồng. Nhờ tích cực chăm sóc, đến nay vườn hoa Tết đang phát triển tốt. Ông Nguyễn Ngọc Hưng ở xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết cho biết. Năm nào cũng gia đình tôi cũng trồng số lượng như vậy. Còn mỗi hộ xung quanh thì xung quanh đây thì mỗi hộ cũng trồng đều như mỗi năm thôi. Mình gieo giống mình xuống thì khi mình vô chậu thì mình có phân, mình trộn với các phân với lại những cái chấu mình trộn. Rồi mình xuống giống và trong cái thời gian cây nó phát triển thì mình ngâm nước mình tưới. Và những cái sâu bệnh thì mình xịt thuốc ngừa sâu cho cây được nó phát triển, lá nó xanh tươi. Để hoa Tết nở đúng dịp, người trồng không chỉ biết cách canh thời gian đối với từng loại khi xuống giống, mà còn phải đảm bảo phương pháp kỹ thuật, chăm sóc và theo dõi cây. Vì thế, thời gian này, các nhà vườn thường xuyên quan sát biểu hiện của cây để có biện pháp quản lý sâu bệnh hại kịp thời. Cái thời tiết là hơi se lạnh là nó hợp với lại những cây bông hoa. Nói chung là về cái sâu và mức độ là gây bệnh khác thì nó cũng giảm hơn các năm khác. Bởi cái giống năm nay mới làm thực nghiệm là cái vạn thọ pháp thì nói chung là nó cũng như cái đàn thọ mình. Nó cũng hai bên là nó cũng tương đương với nhau về một cái thổ nhưỡng với lại cái khí hậu là nó rất thích hợp. Mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng chi phí đầu tư trồng hoa Tết lại tăng hơn 10%. Ngoài ra, dự báo về khả năng mua sắm của người dân sẽ thay đổi theo hướng tiết kiệm hơn, nên nhiều nhà vườn cũng không mạnh dạn trồng hoa số lượng lớn. Còn năm nay thì trời tiết nó nắng, nói chung là mình ra nó cũng thuận lợi hơn là mấy năm. Còn phân thì mình cũng đầu tư rồi phân bò rồi cho rồi mình trộn trước vậy đó, làm như mấy năm. Mà phân thì giá cả năm nay thì nó cao hơn mỗi năm thôi, công cái nó cũng lên. Mà còn giá cả tới phiên mùa bán thì mình cũng chưa biết là như thế nào. Năm trước thì mấy ngàn, có thể năm nay người ta giảm bớt lại số lượng. Người ta lo sợ tình hình kinh tế này rồi buôn bán nó ế ẩm. Nông dân trồng sẽ lại đầu tư nó nhiều, lại buôn bán không ra nên có nhiều hộ người ta sẽ giảm bớt cái số lượng lại. Nó không có như mỗi năm. Và do cái tình hình là đô thị hóa lại đường xá thì cổ lại đất két lại bữa nay nó cũng giảm bớt. Là người ta trồng số lượng nó cũng giảm đi rất nhiều à. Trồng hoa Tết không hề đơn giản. Từ nay đến thời điểm Tết Nguyên đán, người trồng hoa vẫn đang miệt mài chăm sóc cho kịp vụ với hy vọng được mùa, được giá.